Cô xin chào tất cả các con. Các con ơi, trong đợt nghỉ dịch này, ngoài chế độ ăn uống ra, thì các con ở nhà cần phải tập luyện thể dục để nâng cao sức đề kháng, chống lại dịch bệnh đấy. Và ngày hôm nay, cô sẽ giới thiệu cho các con một số bài tập giúp phát triển chiều cao và rèn luyện sức khỏe đấy. Bây giờ các con tập cùng cô nào. Bây giờ chúng mình sẽ tập động tác thứ nhất. Đây là động tác tư thế thư giãn toàn bộ cơ thể. Với động tác này có hiệu quả trong việc làm thư giãn các cơ và quá trình trao đổi chất. Và động tư thế chuẩn bị, hai chân các con bước rộng bằng vai, hai tay đan vào nhau và hướng bàn tay lên trên, ngẩng mặt lên trên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó đặt tay lên đầu về vị trí ban đầu. Động tác 2, tư thế cung tên. Đây là động tác vặn người sang bên trái, phải giúp thư giãn cơ liên sườn và giúp ích cho việc điều trị cong cột sống. Tư thế chuẩn bị, hai chân các con bước bằng vai, hai tay úp vào nhau, đẩy lên trên, rồi nghiêng người sang bên phải. 1, 2, 3, 4 và đổi bên nghiêng người sang bên trái. 1, 2, 3, 4 về tư thế ban đầu. Động tác thứ 3 là động tác tư thế đan tay sau lưng và trước ngực, làm tăng khả năng tuần hoàn của mạch máu, giúp phát triển cột sống. Tư thế chuẩn bị, hai chân các con bước bằng vai, hai tay đan vào nhau, hướng về phía trước. 1, 2, 3, 4. Tiếp theo, hai tay đan vào nhau, từ từ đưa ra phía sau lưng, đẩy ngực ra phía trước. 1, 2, 3, 4. Về tư thế ban đầu. Động tác 4. Đây là động tác tư thế điều nhảy tuyết ngồi. Với động tác này giúp điều chỉnh khung xương chậu bị lệch và giúp thư giãn cơ xương chậu, phát triển chiều cao. Tư thế chuẩn bị, hai chân các con dang rộng, rồi từ từ đẩy cúi xuống, để tay lên chân, sau đó vặn người sang bên trái. 1, 2, 3, 4, đổi tư thế sang bên phải. 1, 2, 3, 4, về tư thế ban đầu. Động tác thứ 5, tư thế điều nhảy thuyết chữ V. Động tác này giúp kéo dài cơ phía sau đùi và bắp chân, có hiệu quả cho việc tăng chiều cao. Tư thế chuẩn bị, hai chân các con dang rộng, quay sang bên phải, hai tay giơ lên cao, rồi đặt tay xuống sàn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó nhấc mũi chân phải lên hết sức có thể. 1, 2, 3, 4. Để tay về chỗ cũ. Đổi tư thế phía bên còn lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhấc mũi bàn chân lên có thể. 1, 2, 3, 4. Về tư thế ban đầu. Động tác 6 là động tác tư thế kéo dài cổ tay. Với động tác này giúp kéo dài cơ. Tư thế chuẩn bị, hai chân bước rộng bằng vai, đưa tay trái thẳng lên trước ngực, tay phải để dưới đỡ tay trái. Tiếp theo quay sang phải. 1, 2, 3, 4. Giữ tư thế đó rồi quay về vị trí cũ. Tay trái để thẳng trước mặt, lòng bàn tay ngửa lên trên, tay phải cầm ngón tay trái, bẻ nhẹ xuống dưới. 1, 2, 3, 4. Đổi tư thế phía bên còn lại. Đưa tay phải thẳng lên trước ngực, tay trái đỡ tay phải, quay người sang trái. 1, 2, 3, 4. Giữ tư thế đó rồi quay về vị trí cũ. Tay phải để thẳng trước mặt, lòng bàn tay ngửa lên trên, tay trái cầm tay phải bè nhẹ xuống dưới. 1, 2, 3, 4. Về tư thế ban đầu. Động tác 6, tư thế nhảy dây. Đây là động tác vận động toàn thân giúp tăng cường hệ hô hấp, rất tốt cho sự phát triển của khớp xương. Tư thế chuẩn bị, chân các con khép lại, hai tay nắm lại,
để giống tư thế nhảy dây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhảy sang bên phải, rồi bên trái 4 lần đồng thời tay vẫy quay vòng. 1, 2, cái, phải, cái, phải, cái, phải, nghỉ. Tiếp theo, hai tay thật con để lên eo. Một chân đá lên rồi hạ xuống, sau đó đổi chân. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, nghỉ. Các con ơi, bài tập của cô đến đây đã kết thúc rồi. Cô mong rằng với bài tập này sẽ giúp cho các con rèn luyện sức khỏe và phát triển chiều cao tốt nhất đấy. Cô xin chào tất cả các con.